Sức mạnh hiện tại của Baby sau khi bút và đánh nhau một trận chỉ còn có 5.570 tỷ điểm. Còn Goku có đến 5.850 tỷ điểm. Baby trưởng liên tục đòn gánh Little Hulk vào Goku nhưng chẳng có một chiêu nào trúng cả. Baby đâu phải là đứa ngu thực dụng, anh ta đâu có định tấn công Goku. Hắn phá hủy các địa hình xung quanh sâu vào lòng đất nhằm tạo ra các hố nham thạch khói bay đầy trời. Tiếp theo đó là ẩn mình trong các đám khói rồi đánh lén đấy. Hắn dùng sức tạo ra một đòn tương tự với quả cầu khinh khi của Goku, mang tên là quả cầu báo thù tử thần mà các bạn đã từng thấy. Chiêu này cần khá nhiều thời gian, nhưng một khi đã tung ra thì tất cả sẽ trở thành bụi vũ trụ. Quả cầu khủng khiếp 8.000 tỷ điểm đó đã bay về phía Goku, khiến cậu ta chật vật miễn cưỡng đỡ đòn. Một khi không chống cự được nữa, nó sẽ nghiền nát cậu không còn gì cả. Rốt cuộc, Goku đã không chống cự lại được nữa, mà bị rơi vào bên trong quả cầu, nó sẽ xé tan nát cậu ra. Baby đứng ở ngoài chống mắt nhìn Goku chết đi ở trong đó. Goku cũng bất lực rồi, ai có thể cứu cậu ra lúc này đây? Cậu sẽ chết hay sao?